Minh Trọc, Đại ca Bình Dương và những bản hợp đồng nhốm máu. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Nghe tin Trùng Dương hồ Minh Trọc xả lưới, người dân trên địa bàn giáp danh hai huyện Thuận An và Tân Uyên hết sức vui mừng. Được biết Minh là một đại ca mới nổi tại khu vực giáp danh này sau khi mười thù xả lưới pháp luật. Gặp hạn khi dám mời bìa đại ca. Ngày 18 tháng 5 năm 2013, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xác nhận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Minh, tự Minh Trọc, 28 tuổi, quê An Giang, về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, Cơ quan Công an tiếp tục điều tra nhằm làm rõ những hành vi đâm thuê chém mướn của đối tượng này cùng hàng chục đàn em dưới trướng. Trước đó, dạng sáng ngày 8 tháng 5 năm 2013, Cơ quan Điều tra Công an Thị xã Thuận An đã bắt giữ Võ Thành Minh, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo Trung tá Hồng, mình là gã giang hồ cộng cán, có mẫu mặt, chuyên đầm thuê chém mướn trên địa bàn, mà công an đã liệt kê đối tượng này vào sổ đen mấy năm nay. Tuy nhiên hắn đã tạo cho mình cái vỏ bọc, bọc rất kỹ lưỡng, được gói trong cái mác kinh doanh đẳng hoàng. Còn những đàn em dưới trướng của mình khi bị bắt cũng không khai ra đàn anh của mình. Cho đến khi gây ra vụ việc cố ý gây thương tích, ngày 30 tháng 4 năm 2013, mình mới bị phát giác. Theo tài liệu điều tra, trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2013, Minh Trọc dẫn theo một đàn em tên Bi, chưa rõ lại lịch, cùng hai cô gái đến cua đồng quán, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú để nhậu. Sau một hồi nhậu với nhau, thấy đàn em hành động không theo ý mình, Minh chửi bới, tát tên Bi, sau đó đập bàn đập ghế, rồi mặt hàm hàm đứng dậy đi ra. Lúc này ở bàn bên cạnh có anh Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1984, quê thị trấn Mèo huyện Yên Dũng, Bắc Giang cùng các bạn đang nhậu. Bản thân anh Điệp cũng nhiều lần nghe tiếng tăm về Minh Chọc. Thế nên khi Minh Chọc quay lại cùng một đám đệ tử nữa và kêu một bàn khác để nhậu tiếp, anh Điệp thấy cơ hội làm quen đã đến. Để sau này có việc gì thì nhờ đến đối tượng này. Anh Điệp liền bước sang bàn của Minh Chọc, ngỏ ý mời ly bia làm quen. Cho rằng anh Điệp láo sược, không đủ tư cách mời bia mình, nên Minh Chọc quát. Mày là cái gì mà đòi uống với tao? Nói xong Minh Chọc chụp chai bia đập thẳng vào đầu anh Điệp, còn tay kia kẹp cổ. Lúc này Bi ở bàn bên cạnh, muốn lấy lòng đàn anh, nên lao vào với cái ghế dáng xuống đầu anh Điệp. Tiếp đến đám đàn em kia cũng chụp ghế, lao vào tấn công anh Điệp và bạn anh, khiến mọi người bỏ chạy toán loạn. Cũng may, anh Điệp kịp chạy thoát và được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Minh Chọc đã bỏ trốn, nhưng bản chất đàn anh của hắn lại trỗi dậy khi kêu đàn em quay trở lại cua đồng quán nhậu để ra oai vào đêm ngày 8 tháng 5 năm 2013. Khi hắn đang lên mặt dạy dỗ đàn em, thì bị các trinh sát hình sự ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hắn rất cứng đầu, không chịu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cán bộ điều tra phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thì đối tượng này mới chịu khai nhận. Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu được, thì Minh Chọc núp trong vỏ bọc của nghề bỏ nước đá cho các quán nhậu, quán cà phê. Trên địa bàn của hắn, nếu nơi nào Minh Chọc muốn bỏ nước đá mà các nhà hàng không lấy thì hắn sẽ cho đàn em đến quậy phá, buộc các chủ quán phải nhận nước đá của hắn. Dưới trướng của Minh Chọc còn có hàng chục đàn em có máu mặt cùng quê An Giang sẵn sàng làm theo lệnh của đàn anh. Vì vậy những ai muốn giành mồi của đối tượng này thì hắn sẽ cho đám đàn em xử đẹp. Không những chỉ bỏ nước đá, Minh Chọc còn ra tay bảo kê các nhà hàng, quán nhậu, đâm thuê, đòi nợ mướn. Thời điểm các thế hệ giang hồ đàn anh như Tuấn Chó, Mười Thù lần lượt bị công an Bình Dương triệt phá, thì Minh Trọc được cụ đã manh nha tạo lập thế lực ngầm tại khu vực vùng Giáp Danh. Được biết trước đó thì khu vực tam sắc đen này do mười thu làm chủ. Tuy nhiên đế chế của ông chủ này đã tàn khi huyết chiến cùng với Phi Đen, một đàn em cũ của mình. Cụ thể ngày 22 tháng 9 năm 2011, trong cuộc thư hùng tranh giành lãnh địa, bằng nhóm do mười thu cầm đầu và băng nhóm khác đã bị cơ quan điều tra vây giáp, bắt gọn, chờ ngày đưa ra xét xử. Trong loạt bài này chúng tôi điểm danh về đối tượng Mười Thu, kẻ thống trị một thời ở vùng Tam Giác Đen. Dù được gắn với cái mác là một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay quyền sinh, quyền sát, nhưng trong mắt của Mười Thu, cái gai lớn nhất lúc này lại chính là Phi Đen, một đối tượng cộng cán từng nằm dưới chướng của mình. Này đã thành mối nguy hiểm, trực tiếp tranh giành địa bàn làm ăn. Đặc biệt, có lần Mười Thu căm hận khi phải nhẫn nhịn quỳ gối van xin đàn em Phi Đen trước mặt bao nhiêu người khiến hắn nuốt không trôi cục tức nên hạ quyết tâm trả thù bằng mọi giá để chiếm thế thượng phong đầu năm 2011 mới thu huy động lực lượng kéo thẳng tới lãnh địa của phi đen với quyết tâm loại bằng được kẻ dám coi thường mình nhưng phi đen cũng đủ thông minh để biết nếu đấu tay đôi sẽ nắm chắc phần thua nên khôn khéo thực hiện chiêu vườn không nhà trống để bảo toàn lực lượng không hạ gục được phi mới thu như ngồi trên đống lửa vì vậy, khi được Phi hẹn quyết đấu vào đêm 22 tháng 9 năm 2011 tại sân nhà, hắn không chút nghi ngờ tập hợp ngay lực lượng, quyết một phen sống mái. Hắn bố trí gần 30 đàn em, có thâm niên chiến đấu, trang bị đầy đủ dao nhọn mã tấu, tuyếp sắt, hàng nóng, phục kích quanh con hẻm đi vào lãnh địa, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ vòng ân. Tất nhiên Phi Đen không phải là kẻ dại, khi quan sát thấy mười thu cắn câu, một mặt hắn vẫn nghi binh tránh bị nghi ngờ. Mặt khác cho người mật báo lên cơ quan công an ngày giờ trận huyết chiến nhằm nhờ gió bẻ măng. Đúng như dự đoán của Phi, 10 không chút nghi ngờ. Sau khi bày binh bố trận kỹ lưỡng, 10 thu ung dung ngồi chờ Phi đến nộp mạng. Tuy nhiên khi bên 10 đã vào vị trí chiến đấu, thì vào khoảng 19 giờ 30 phút trước giờ thách đấu một tiếng, hơn 50 chiến sĩ công an và cảnh sát 113 bất ngờ ập xuống khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Vừa thấy bóng dáng công an, Mười Thu ra lệnh cho đàn em ném hàng vào bụi rậm để thoát thân. Xong tất cả đã quá muộn. Lực lượng công an đã chốt chặn tất cả các lối ra, bắt gọn gần như toàn bộ bằng nhóm số 1 Mười Thu. Không kịp trốn chạy, doanh nhân Mười Thu đành phải tra tay vào còng. Chỉ trong một đêm, bằng nhóm Mười Thu gần như bị tiêu diệt gọn. Không ai có thể ngờ bằng đảng có tiếng nhất nhì khu vực giáp danh lại dễ dàng xả lưới đến thế. Các không thể ngờ một kẻ ma mãnh như hắn lại để một tên đệ tử vắt mũi chưa sạch cho vào chồng. Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2013, Tòa Nhân dân thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Trọng Mười, tức Mười Thu, 35 tuổi, quê Nghệ An, trú tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương với mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội gây dối trật tự công cộng. Ngoài ra, 12 đàn em của Mười Thu cũng bị nhận án phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam cùng tội danh trên. Sau đó thì Minh Chọc là cái tên nổi danh nhất. Những hợp đồng đao búa. Sau khi kẻ sừng sỏ nhất trong giang hồ này là Minh Trọc bị bắt, ngày 14 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An cũng bắt được một đối tượng đàn em của Minh Trọc. Đối tượng bị bắt giữ tên Trương Thành Được, tự cụ quê An Giang. Đây là đối tượng đã tham gia trong vụ đâm thuê chém mướn khác do chính bản thân Minh Trọc đứng ra chỉ đạo. Trước đó vào ngày 20 tháng 11 năm 2011 được cùng với Vinh, Hiếu nhỏ, chưa rõ lại lịch, Võ Thanh Bảo Ngọc, tự trung cao, em ruột Minh Trọc, 23 tuổi, và Trần Minh Sang, tự hắc, 22 tuổi, quê An Giang, đã gây ra vụ án chém Hoàng Văn Minh, 34 tuổi, ngụ phương Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, chủ thầu chợ Đồng Phú A. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận bản thân được và đồng bọn đã nhận được sự chỉ đạo của Minh Trọc đi chém anh Hoàng Văn Minh. Bọn chúng đã được Minh Trọc cung cấp xe máy và đưa tiền mua rào để thực hiện hành vi gây án cũng theo được để có thể là một hợp đồng đâm thuê chém mướn mà đàn anh đã nhận vẫn bằng hoàng khi nhắc lại chuyện cũ nạn nhân Hoàng Văn Minh kể lại khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2011 trên đường chở vợ đi chợ về cách nhà khoảng 50 mét tôi dừng xe để vợ con xuống vào nhà người em vừa lúc đó có bốn đối tượng xông đến vùng dao chém vào lưng khiến tôi ngã xe chúng vùng tiếp nhát thứ hai thẳng vào đầu Tôi đưa tay lên đỡ thì trúng cánh tay phải. Cố hết sức, tôi vung dậy bỏ chạy và hô hoán cầu cứu. Nhiều người dân nghe tiếng tôi kêu cứu lao ra. Thấy vậy các đối tượng nhảy lên xe chạy thoát. Người mà tôi nghi ngờ nhất đó là một người cậu của tôi. Bởi trước đó tôi trúng thầu khu chợ Đông Phú A. Thì ông cậu này sang nói với tôi cho chung thầu làm ăn. Tôi đem chuyện nói với chủ đầu tư khu chợ thì họ không đồng ý. Thế nhưng khi mẹ tôi về quê ăn cưới, ông cậu này tuyên bố với bà con trong nhà sẽ chém chết gia đình tôi. Không ngờ đến trưa ngày 20 tháng 11 năm 2011, tôi đã bị chém thật. Riêng đối tượng Sang đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 9 năm 2012 vì liên quan đến vụ án giết người khác xảy ra trên địa bàn phường Bình Chuẩn. Nạn nhân mà Sang cùng đồng bọn chém là anh Trần Văn Phát, sinh năm 1988, quê Kiên Giang, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Phát đã được cứu sống nhưng bị mất trên 70% khả năng lao động, sức khỏe rất yếu, hiện nay đã về quê. Nguyên nhân của vụ án này là do nhóm của Sang khi tổ chức ăn nhậu ở trên tầng của khu nhà trọ đã ném đồ xuống dưới. Mấy người ở dưới nhắc nhở thì bọn chúng đánh. Anh Phát cùng chủ nhà trọ phải chạy lên căn ngăn họ mới thôi. Hậm hực trong lòng, Sang về báo cáo với Minh Trọc. Minh Trọc liền cho những đàn em khác cùng Sang phục ở cổng nhà trọ chở anh Phát. Khi anh Phát vừa ra ngoài về, thì sang cùng các đối tượng khác vung dao chém túi bụi khiến anh gục tại chỗ. Bạn của anh Phát cũng bị chúng chém tặng vài nhát vào chân để hết đường chạy đi cầu cứu. Sau khi gây án, đồng bọn bỏ trốn, còn Sang thì vẫn lờn vờn gần đó, rồi tiếp tục tham gia vụ chém anh Hoàng Văn Minh. Công an vào cuộc truy lùng giáo giết, đồng thời ra lệnh truy nã các đối tượng. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2012, đối tượng Sang đã xả lưới pháp luật. Một cán bộ điều tra cho biết với vẻ bề ngoài chỉ là kẻ giao đá lạnh cho nhiều quán giải khát, quán nhậu trên địa bàn khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thị xã Thuận An. Thực chất Minh Chọc thường kết thân và liên kết với nhiều đối tượng cùng quê khác để tạo thế lực gây sức ép buộc các điểm buôn bán phải mua đá lạnh của bọn chúng. Trong trường hợp nào không chịu thì Minh Chọc cùng đàn em sẽ kéo đến quậy phá. Bên cạnh đó, băng nhóm này còn sẵn sàng thực hiện các hợp đồng đòi nợ, đâm thuê chém mướn. Qua tìm hiểu hiện trường. Hiện dưới chướng của Minh Chọc còn có hàng chục các đối tượng giang hồ khác, trong đó nổi cộm là Nhật Dừa, Khải vẫn lờn vờn trên địa bàn phường Bình Chuẩn. Đây là đệ tử có móng mặt của Minh Chọc, sẵn sàng nhận lệnh khi đàn anh nhận hợp đồng. Trong đó có lần Khải đã cùng những người đàn em khác của Minh Chọc ra tay chém cụt ngón tay út của một người dân trên địa bàn phường Bình Chuẩn. Hiện công an đang điều tra làm rõ những vụ án liên quan đến hợp đồng đâm thuê chém mướn, những hành động quậy phá, bảo kê trên địa bàn của Minh Chọc đồng thời truy bắt những kẻ đàn em của giang hồ máu lạnh này. Trên đây là hồ sơ Minh Trọc, Đại ca Bình Dương và những bản hợp đồng nhóm máu. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!